củ mai rừng nha anh em. Cây này khủng nha, cây này thực tế hoài khủng nha. Hoài nằm đo ngay cái bệ này là 117 nha. Đây anh em coi nè, đèn tay em nè, hoành chỗ đây là 105, eo đây 105, hoành ngọ đầu này 18 mấy, 85. Anh em coi nè, cái đầu nó hơi bị từ dưới trên nó hơi bị bằng nhau nha, dưới đây 105, trên này 85. Anh em coi nè, cái đường kính nè, mài nó quá khủng luôn này mà, sạch sẽ luôn nha, cái này không bọng lũi hết á, cái này khiên gì cũng bê luôn nha, gọn chậu luôn, cao thế vô vô, cao thế, lưng nó nè, lưng nó nè, mặt này thì nó hơi nhỏ, chiều cao nó 1m2, cao 1m2 đấy ngang. Dễ thì khỏi nói nha anh em. Ngang đây là 70. Nhắc. Đây nè, từ đây qua đây. Đây qua đây là 73. Dạ, ok. Cây sạch sẽ bóng lưỡng nha. Anh em coi nè, tay em nè, bự nha. Đây mai đã đầu luôn, quá phê luôn. Bự mà nạn đó, chịu nổi đó, bực đó, bực phải đó, dập chân luôn á. Dưới đây nó có một cục bệ nè, giao lưu anh em mai rừng những thú nha. Cây này nhiều con thú rồi nè, mà cây này hoài thực tế đẹp nha, củ gần gốc đã nhờ đó thứ vô đi vào giọng tổng thể cho anh em xem, cây sạch sẽ hết nha. Hoành hoành chính xác đó, chỗ đó nhiêu hôm nay là 659 nha, hoành đó 59 nha, hoành chính xác 59, hoành ngọn 59 luôn, hoành ngọn 59 luôn nha, hoành lưng, hoành ngọn lưng, eo lưng lần đây là 60. Rồi ok. Chiều cao đó ngang rồi. Cây lật cây nha anh em. Đế ngang. Đế ngang nó là 64. Đó, anh em đã chậu ngang qua đây là chơi lắc nó cao. Cú rồi, đuôi rồi. Chiều cao của nó 70. Cho chiều dài thú luôn. Chiều dài thú. Cây lật cây nha. Chiều dài thú 60. Rồi. Xong rồi. Cây lật răng guốc đá mà nè, mặt là cũng ok hết nha. Để nó xoắn nhiều vào cái bú rồi nè, mà bệ lưng nữa đá nha, nó nên lẹo thành cái đuôi nè, này nó đuôi nha, nên ghép ghép vô dễ nè, mà 1, 2, 3, 4, 5 đầu dễ nha, mấy đầu dễ nhỏ nữa nè, tấm lưng đây nè, cái này bự nha, thuộc eo này, cây sạch sẽ bóng lưỡng à, đầu cổ à, chỗ đây nè, gần xùi rồi nè, cây này anh em trồng là lộ hết cái phần lưng phần đồ đá, xoắn nè. Đuôi rồi nè, đá nha, rồi giao lưu anh em mai rừng chân dài thằng năng lượng nha, đầu hồi về anh em thả chậu vô hồi về dàn đế lại nè, giót ngọn đẹp lắm, trên cái phần này nó rất lượng đẹp nha, nếu em quay lại cho anh em xem dễ ok nha, giờ cho nó thức rồi đó, mình nói nhiêu quần đây 41, quần nó 41 nha, giót ngọn 26, cây còn chậu nha anh em, chậu 50 nha, cao cao cao
Chiều cao nó 1m14. Dạ ok. Ồ, 1m14 chưa? Cao nhiêu? 1m14. Cao 1m14 nha anh em. Cây này ok nha anh em, đậu hồ vậy nè. Bắt lượng nữa hết nè. Lượng đẹp ha nha. Mặt này đẹp rồi. Trên đó nó phình cho đã. Ok nha anh em. Dễ cái này ok nha anh em. Đây có điểm lũ nè anh em à, nằm sát đáo á. Lũ xíu đây à. Đậu cổ nè, nắc lượng nè anh em à. Lên nó giót ngọn nha. Nắc lượng nó phình vậy nè. Lượng á. Em xem nè, thấy không? Đậu cổ ok hết nè. Đây, đây nó có vỏ đá xíu nó bị lũ nè. Con này chạy nha. Chân dễ độ ok hết nha. Trên thực tế hoàn đẹp lắm.